Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái món hạt trân châu trắng nhé, dùng để làm trà sữa này, rồi mình dùng mình để làm chè, ăn chè rất là ngon đó. Và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bột năng này. Đây, bột năng, đây là đường, và đây là bột rau câu con cá dẻo. Thì cái bột rau câu con cá dẻo này thì mình sử dụng chỉ khoảng tầm nửa gói nhé, từ 50 đến 60 gram thôi, 5 đến 6 gram, còn đây là 12 gram. Thì mình sử dụng nửa gói thôi, mình cho nửa gói thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào nha, mình sử dụng cái tô này, thì mình sẽ đổ bột vào. Đây, chúng ta đổ bột vào nhé. Cho bột vào trong cái bát. Giờ đây chúng ta cho đường. Và cái bột sau con cá dẹo. Ta là cái kéo chúng ta cắt nhé. Đây các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta trộn đều cái hỗn hợp này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái nước đun sôi nhé, sôi hẳn luôn rồi chúng ta sử dụng để bỏ vào trong này. Đây các bạn, chúng ta sử dụng cái nước vừa sôi xong nhé, đun sôi. Khi các bạn bỏ vào trong bột thì các bạn bỏ từng từ ít một nhé. Các bạn nhà các bạn mà có cái cái ca mà có cái muỗng nhỏ nhỏ để mình rót nó dễ, mình dùng sử dụng cái đó nó rất dễ. Các bạn nhớ là phải cho nước từ từ nhé, không chúng ta không đổ lần một lần như thế thì bột nó sẽ không chuẩn bị nhão quá và chúng ta không cần được đổ nước cho bột. Đến khi bột nó vừa nhé, vừa như thế này thì mình sẽ dùng bằng tay nhé, thì mình bằng tay để mình nhồi bột luôn. Và trước khi nhồi bột thì chúng ta phải vệ sinh tay sạch sẽ trước khi làm nhé. Bây giờ mình sử dụng bằng tay nhé. Khi ta sử dụng bằng tay thì bột nó sẽ nhào, sẽ dễ và sẽ mịn hơn. Các bạn nhào bột là mình phải nhào lên một cái mịn nhé, không được nhào nó khô quá hay là nó ướt quá thì khi mình làm cái viên trân châu thì nó sẽ không ngon đâu nhé.
Bây giờ mình sử dụng cái mâm này để mình nhào bột cho nó dễ nhé. Mình rắc một ít bột trên mâm. Mình nhồi bột được kỹ thì nó sẽ ngon. Khi mình nhồi mà cảm thấy bột nó ít, nó ướt quá thì mình sẽ cho thêm rắc thêm một tí bột. Đó, còn nếu nó vừa thôi thì không nữa nhé. Như thế này còn hơi ớt một tí thì mình cho thêm một tí bột. Mình sẽ cho thêm một tí bột. Thì các bạn nhé, bột mình đã vừa được rồi nhé, như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi lăn. Lăn rồi mình cắt từng khúc. Đây, mình sẽ dùng mình cắt thành 3 khúc thế này nhé. Bây giờ mình sẽ làm cho nó dài ra, rồi mình sử dụng ké mình cắt cắt những cái miếng mà nó vừa vừa á, thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Chúng ta không nên cắt to quá thì cái hạt nó không sẽ không đẹp. Nếu mà bạn nào cắt được đều với nó vừa thì nó rất là đẹp. Rồi, tiếp tục mình cứ vo và dài như thế này và mình cắt cắt những miếng nhỏ vừa. Rồi, bây giờ các bạn sử dụng một cái đĩa như thế này và các bạn rắc bột lên nhé. Thì chúng ta sẽ vo từng cái viên trân châu này. Ta bỏ lên cái đĩa bột.
đây các bạn nhé. Chúng ta vo tròn lại, chúng ta bỏ lên đĩa bột thì khi đó nó không bị dính nhau, có cái lượng bột này nó không chỉ dính các hạt vào nhau. Mình lại tiếp tục làm tiếp nhé. Đây mình làm mình sắc thêm nhé. Đây các bạn nha, chiếc chân của mình đã phát xong nhé. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái này để mình rắc cho hết cái bột này ở khi mình bỏ vào đĩa. Và mình rắc để cho mình dây đi, dây để cho nó, cái hạt nó hạt thì chân rau nó không bị dính lại với nhau là một, hai nữa là cái lượng bột này nó rơi xuống nó không. Đó, phải nó dính lại với nhau đây các bạn này. Các bạn nhé, các bạn rây làm sao nó thấy bột nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đun một nồi nước sôi nhé. Đây. Các bạn nhé, nước kia chúng ta sôi rồi, chúng ta sẽ thả cái trứng trâu của chúng ta vào. Cái trứng trâu này thì khi nó nổi lên thì chúng ta sẽ đun khoảng tầm 1 đến 2 phút nữa là được nhé. Trong quá trình mình luôn như thế là mình phải đảo phải dính nhé. Mình sử dụng đũa. Các bạn thấy trâu của mình sắp nổi này. Đây. Khi nó nổi như thế này thì mình có thể đun tầm 1 đến 2 phút. Đó. Chúng ta đun 1 2 phút cho chúng ta tắt bếp và chúng ta on. Tắt bếp thì chúng ta đẩy vung lại và chúng ta để khoảng tầm từ 5 đến 10 phút nhé. Đây các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đẩy lại và mình đây các bạn nha, khi mà chân trâu mình đã om được khoảng tầm 10 phút thì mình sẽ vớt chân trâu ra. Khi vớt chân trâu mình phải sử dụng một cái bát nước này nhá, nước lạnh nhá. Và mình cho luôn vào nước lạnh này. Mình cho những hạt chân trâu này vào nước lạnh nha. Đây các bạn nhé, trên cho chúng ta vớt và chúng ta cho vào cái bát nước lạnh này. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé, rồi ra tô nhé. Đây mình cho ra đĩa này. Mình cho vớt và cho ráo nước nhé. Nhìn những viên trên cho rất là ngon nhé. Mình cho ra đĩa. Khi chân trâu ra đĩa thì mình sẽ làm áo, một lớp áo cho chân trâu bằng đường. Thì mình sẽ sử dụng bằng đường đỏ cũng được hoặc là mình sử dụng bằng đường trắng cũng được. Mình cho một thìa đường vào, 1 đến 2 thìa để chúng ta tạo cái lớp áo của cái viên chân trâu này. Các bạn đảo đều cho nó cái đường nó đều với các cái hạt chân trâu nhé.
Đối với cái hạt trân châu này thì chúng ta sử dụng để ăn các loại chè rất là ngon nhé. Chè bưởi, chè thập cẩm với một số loại chè rất là ngon. Và sử dụng để uống trà sữa này. Dùng làm trà sữa này. Và nếu như các bạn uống sữa tươi ấy, các bạn bỏ cái trân châu này vào cũng rất là ngon. Hoặc là mình dùng sữa tươi á, khi mình ăn sữa tươi, sữa chua chua không không đường hoặc là có chua có đường thì mình bỏ những cái viên trân châu này. Thì tí nữa mình ăn nhà mình thì mình ăn bằng sữa tươi và sữa chua. Đó. Chứ mình không làm chè. Đây, mình để một tí cho cái trân châu của mình nó ngấm cái đường và nó tạo ra một cái lớp áo và nó không bị dính với nhau á. Đặc biệt đối với trân châu mình làm thế này thì nó không bị dai quá nhé, nó dai vừa và nó không bị khô và đặc biệt là nó rất là ngon đó. Nếu như các bạn làm theo cách mình thì đảm bảo rất là ngon nhé. Và bạn nào khéo tay hơn nữa thì vắt những cái viên trân châu này mà làm nó đều với nhau á thì rất là đẹp. Rồi mình để cho một tí cho nó ngấm cái đường. Đây các bạn nhé, trên trân châu của mình đã ngấm đường nhé. Đây, mình bỏ đường trắng thì nó không đẹp mắt nhưng mà nếu các bạn bỏ đường đỏ thì rất là đẹp. Rồi mình sẽ cho ra chén để mình ăn sữa chua nhé. Đây, mình sử dụng một hộp sữa chua. Đây các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho sữa chua vào. Nhiều sữa chua quá. Đây, mình đảo đều, mình trộn đều cái sữa chua với cái trân châu này. Thì rất là ngon. Chúc các bạn có cái món trân châu rất là ngon nhé. Các bạn nếu mà thấy video của mình rất là ý nghĩa thì hãy nhớ chia sẻ và nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.